Đây chiếc Vario 125 đời 2020 của bạn em gái khách, chạy lo đi làm quá là quên tay vớt nè. Nó lấp bay luôn rồi. Kêu quá kêu anh em ơi. Đây cũng nhiều rồi, 60.000 cây. Rồi giờ mình sẽ lớp máy xuống nha, lớp đầu lòng xuống. Đây mình làm video rất là nhiều nha, đủ đời luôn. Đây 17 cái này làm nội bộ, cái này cũng dọn luôn. Rồi sau khi mình rớt đầu lòng con video xuống nha, xước lòng rồi, cháy rồi. Lúp bê rồi, ở bạc luôn, ở bạc luôn nha anh em. Rồi bọc đóng khối thì ớn. Rồi mình làm máy lại nha. Nồi zin thì nó lên tới đây đứng nha anh em, nó không có hết được không. Làm nồi cho nó mở tua lên luôn. Rồi, làm mít tông bạc cam cò lại. Nó vệ sinh rửa mấy cái này sạch sẽ hết nè. Đây, một nước. Chạy quên thay nhớt nó hại lắm nha anh em. Chạy mình kỹ kỹ nha. Thay nhớt đều đặn đâu. Rồi sau đây là chiếc Vario 125. Mình làm lại máy, cái tông bạc, cam cò, súp bắp, hot súp bắp. Làm phun nồi mở tua, thay lọc gió. Đây, nồi thì mình thay cánh bi vẽ đậu, vớt theo bài để nó mở hết tua đây ha. Vớt bằng nhôm. Rồi súp bắp. Làm lại sạch sẽ hết nha anh em. Mít tông bạc đây mình thử cho anh em xem nha. Cái bạc hồi nãy là nó hở nhiều lắm, bây giờ làm để nó kín hơn, nó không bị hao nhớt nữa. Trong cũ nữa nè, không khói quá lúp luôn đó, rất là kín ha. Đây đồng hồ nó cho phép thì chắc cỡ xài tóc rồi nha anh em, nó kín gì nó sẽ không bị hao nhớt nha. Rồi mình xài cái pot súp bắp cái loại này, ở trên đây nó có một cái lò xo nữa, nó giữ lại ha. Nó sẽ không bị lòn nhớt qua cái khúc này nè. Tôi súp bắp lên nè. Súp bắp zin nó không có nha. Cái pot súp bắp zin nó không có cái lò xo. Đây, mình xài cái loại này của Nhật nha anh em. Nó giống như Vespa á, Vespa là nó có. Rồi, ok. Rồi thay lọc gió được chơi luôn, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn. Nhẹ bốc tiết kiệm xăng hơn, cho zin đi lâu ngày nó đóng bụi thôi. Rồi đây mình làm radio với H350 ăn nhiều nha, Accenter làm đầy đủ hết rồi. Anh em liên hệ mình ha. Đây này 65 cộng zin bốc theo bài, cái nước lớn phục là CM sao Racing Boy bên dọc. Xe này làm đi tour nha. Yeah.
cá đồng bè nổi rồi. Cái này là nguyên nhân là cái bạn gái này chạy bị thiếu nhớt lúc bơi thở bạc làm lại hết. Em yêu cầu liên hệ bảo nha. Radio 125 này đời 2020. Đây trong những ngày bận rộn của anh em nha. Radio 125 350 cặp sân nồi xin. Nồi vô gió không xăng, có gió là gió. Nhiều rồi.